Tình huống cơ bản của Tinh Hồng Đại Kiếp cùng với lời tế ti Lâm Sơn Bộ Lạc nói cơ bản là giống nhau. Chính là mỗi 1 vạn năm bùng nổ một lần, sẽ ngẫu nhiên chọn trúng 100 thiên châu bị ánh sáng đỏ thắm bao phủ. Vô số cường giả từ dưới đất khôi phục, từ trong vực sâu trở về, huyết tẩy đại địa. Chẳng qua ở trong miêu tả của Mộc Hoàng, chi tiết càng nhiều hơn. Từ như liên quan tới những cường giả từ dưới đất hồi phục này, Mộc Hoàng đã nói rõ những cường giả này không chỉ riêng có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa hoàn toàn giết không chết. Chỉ cần ánh sáng đỏ tồn tại, bọn họ sẽ không ngừng sống lại. Kinh khủng hơn nữa là, theo số lần bọn họ sống lại tăng nhiều, sẽ còn từ vô ý thức ban đầu dần dần trở nên có thần trí rõ ràng. Nhưng dù là trở nên có thần trí, cũng sẽ không dừng lại sát hại. Ngược lại thì sẽ tiến hành tru diệt tệ hại hơn, thủ đoạn cũng sẽ càng hung ác, càng tàn nhẫn hơn. Còn có chính là những cường giả bất tử tàn phá bừa bãi bên trong Tinh Hồng Đại Kiếp kia. Mạnh nhất thật ra thì xác không chỉ là tầng thứ thần linh, chẳng qua là bình thường coi tầng thứ đứng đầu là thần linh thôi. Bình thường mà nói, vậy thì một khu vực ít nhất cũng sẽ có một vị thiên thần cấp. Bên trong phạm vi một cái thiên châu, ít nhất sẽ có một ít cường giả bất tử cấp tôn giả. Cường giả loại trình độ này mang đến tai nạn nhất định là vô cùng to lớn. Đây vẫn chỉ là tình hình chung mà thôi. Ở trong bộ sách cổ đó còn miêu tả một ít Tinh Hồng Đại Kiếp không quá bình thường. Truyền thuyết ở một ít niên đại cổ xưa, trong Tinh Hồng Đại Kiếp còn xuất hiện qua tiên tôn, thần tôn áp đảo trên tôn giả, có uy năng được miêu tả trong thần thoại. Đợi cho đến khi cuối cùng ánh sáng đỏ thắm thối lui, thì 100 thiên châu đều biến thành phế tích. Trong đó, tất cả thế lực gần như tất cả đều bị diệt. Chỉ còn có Bất Hủ đạo thống hoặc là Thượng Cổ đại giáo cá biệt mới có thể miễn cưỡng còn sống sót, nhưng đã sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, uy thế không còn như ngày xưa. Ngoài ra trừ cường giả mai táng dưới đất hồi phục lại, còn có đủ loại đủ kiểu mảnh vụn thần binh, thậm chí là thần binh hoàn chỉnh khôi phục. Những thứ này đều là binh khí của cường giả viễn cổ, ở bên dưới ánh sáng đỏ thắm ăn mòn cũng biến thành vô cùng cuồng bạo, sẽ tiến hành phá hư khắp nơi, tạo thành tai nạn đồng dạng là vô cùng to lớn. Mà Tinh Hồng Đại Kiếp xem như khúc nhạc dạo của Tinh Hồng Đại Kiếp, bộc phát ra tai nạn chính là hơi nhu hòa một chút xíu xíu. Bình thường chỉ sẽ xuất hiện ở cường giả tầng thứ thần linh. Điểm này lấy Tế Lâm Sơn Bộ Lạc cũng đã nói ra qua. Nhưng thầy Tế Lâm Sơn Bộ Lạc không biết là Tinh Hồng Đại Kiếp mặc dù lực tàn phá ở trên tầng diện thực yếu hơn một chút, nhưng tạo thành phá hư ở bên trên cấp độ tinh thần đồng dạng là vô cùng nghiêm trọng. So sánh với Tinh Hồng Đại Kiếp tập trung tiến hành phá hư ở cấp độ thực thể, Tinh Hồng Đại Kiếp coi như điểm báo càng nhiều hơn, chính là sẽ ăn mòn tinh thần của người ta, ô nhiễm thần hồn của người ta. Thần sắc của Mộc Hoàng cực kỳ ngưng trọng nói, loại ăn mòn và ô nhiễm này có lực tàn phá cực kỳ mạnh, dân có thể sẽ trực tiếp để cho một thần tinh bình thường không giải thích được lâm vào điên cuồng, bắt đầu trắng trợn sát hại. So sánh với cường giả bất tử, nhìn một cái đã có thể nhận ra, loại điên cuồng không có dấu hiệu nào này càng để cho người ta khó mà đề phòng. Kinh khủng hơn là tu vi cảnh giới càng cao lại càng dễ dàng chịu loại ăn mòn này. Lại còn có loại chuyện này sao? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, nói chuyện ly kỳ lâm vào điên cuồng này, hắn ở trước khi đến thiên giới cũng đã nghe qua không ít lần. Vâng, điểm này của Tinh Hồng Đại Kiếp là kinh khủng nhất. Mộc Hoàng trịnh trọng nghiêm túc gật đầu nói, còn có chính là ở trước khi Tinh Hồng Đại Kiếp đến cũng sẽ xuất hiện một ít điểm báo, chính là bên tai người sẽ thỉnh thoảng vang lên một ít tiếng mê sảng trầm thấp, để cho người ta hoa mắt choáng váng đầu óc. Vừa lúc đó, Mộc Linh Vận bên cạnh bỗng nhiên thét lên, con mắt đẹp đẽ bỗng nhiên trở nên trắng bệch, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng như là bị cực độ kinh sợ vậy, cả người đều đang run sợ. Một đôi mắt đẹp trợn tròn run giọng nói, phụ hoàng, ta nghe thấy bên tai còn có người đang nói chuyện đứt quãng mê sảng, đầu của ta bỗng nhiên thật là đau đi. Thanh âm này đang nói chuyện, đang không ngừng nói chuyện ngay tại bên tai của ta. Thiên môn, quân thiên. Thôi Hằng nghe vậy khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mộc Linh Vận. Ở dưới ánh mắt của hắn, mỗi một chỗ trên người cô nương này đều hiện ra rõ ràng. Một luồng hào quang màu đỏ thắm lai lịch không biết bao phủ trong đầu của nàng, đang ảnh hưởng suy nghĩ của nàng. Thanh âm bề sảng kia cũng là như vậy mà tới. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, đưa một tia pháp lực xuyên vào trong cơ thể của Mộc Linh Vận. Trong nháy mắt, liền đem một cỗ hào quang màu đỏ thắm kia bao phủ lấy, cũng cưỡng ép bằng đó rút ra. Đây là một luồng ánh sáng đỏ thắm cực kỳ nhỏ, chỉ to bằng móng tay thường nhân, lại ẩn chứa tin tức cực kỳ tiêu cực, tràn đầy hỗn loạn và cuồng bạo, cùng ánh sáng đỏ thắm tích lũy bên trong thiên giới chi môn không kém hơn chút nào. Hơn nữa, với cường độ thần trí của hắn có thể nhìn ra rõ ràng, đó cũng không phải là một loại ánh sáng có tính chất giống như ánh sáng đỏ thắm tích lũy bên trong thiên giới chỉ môn, mà là vốn là bắt nguồn ở bên trong thiên giới chỉ môn. Đây chính là lượng lớn ánh sáng đỏ thắm tích lũy bên trong thiên giới chỉ môn. Căn nguyên tinh hồng tai kiếp trong thiên giới liền ở thiên giới chi môn chăng? Trong lòng Thôi Hằng hiện ra một cái suy đoán. Cái suy đoán này cũng không phải là vô căn cứ mà đưa ra. Sau khi hắn đi tới thiên giới, cũng đã cùng đại đạo pháp tắc nơi này thành lập liên lạc tương đối trụ cột, nhưng cũng không có từ trong đó cảm ứng được bất kỳ sự ăn mòn từ ánh sáng đỏ thắm nào. Chỉ có ở trong lối đi vượt giới tiếp xúc đến ánh sáng đỏ thắm, mà lối đi vượt giới trên bản chất cũng là lối đi loại khác từ thiên giới chi môn kéo mở ra. Cũng tức là nói, lấy tin tức hắn biết đến bây giờ, toàn bộ thiên giới ngoại trừ thiên giới chi môn và lối đi vượt giới từ thiên giới chi môn kéo dài ra, nhưng thật ra là không có ánh sáng đỏ thắm ăn mòn. Bây giờ luồng ánh sáng đỏ thắm mang đến điểm báo của tai kiếp này lại là tới từ thiên giới chi môn. Vậy thì để cho hắn có lý do hoài nghi, cái gọi là tinh hồng đại kiếp vạn năm một lần, có lẽ chẳng qua là ánh sáng đỏ thắm bên trong thiên giới chi môn đúng giờ hướng thiên giới phát động đánh vào. Nếu quả thật, chân tướng đúng là như vậy, vậy thì ý nghĩa thiên giới thật ra thì cũng chưa hoàn toàn bị dị vực công phá. Dị vực công kích thật ra thì còn bị thiên giới chi môn ngăn trở. Cái này cũng tương tự ý nghĩa rằng nếu như Thôi Hằng thật sự giải quyết tinh hồng đại kiếp, để cho tinh hồng đại kiếp không xuất hiện nữa, cũng tiêu trừ luôn ánh sáng đỏ thắm tích lũy bên trong thiên giới chi môn. Đến lúc đó, thiên giới chi môn nếu có thể tùy ý mở ra, thiên giới cô lập trăm năm ngàn năm thì với hạ giới sẽ lần nữa liên thông. Đây nhất định sẽ mang đến cho toàn bộ tinh vực biến hóa long trời lở đất. Có lẽ sẽ có một chút thu hoạch không ngờ. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong đầu Tôi Hằng liền lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Mộc Hoàng, Mộc Linh Vận ở bên cạnh đều thần sắc hoảng sợ, như một luồng ánh sáng đỏ thắm kia trong tay hắn. Cái luồng quang mang này lúc này đang không ngừng bắt đầu vặn vẹo khởi động, tự như là muốn giãy giụa ra bên ngoài. Đúng lúc này, bột một tiếng, Thôi Hằng lại nhẹ nhàng bóp một cái. Cái luồng ánh sáng đỏ thắm này tựa như là bọt khí bị hắn tùy ý tiêu diệt, giống như là chưa từng tồn tại qua vậy. Ta rất có thể biết nguồn gốc tinh hồng tại kiếp. Lời này vừa nói ra, Mộc Hoàng cùng Mộc Linh Vận nhất thời liền trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Khởi nguồn tinh hồng tai kiếp ư? Cứ như vậy liền biết rồi. Đây chính là chuyện vô số bất hủ đạo thống cùng thượng cổ đạo giáo truy tìm mấy chục vạn năm đều không thể tìm ta. Lại dễ dàng như vậy liền biết rồi. Nếu như đây là thật, vị tồn tại này đến tột cùng là một vị cường giả dạng gì? Lại lợi hại như vậy sao? Chẳng qua là bước đầu suy đoán, còn có thể hoàn toàn nắm chắc sao? Thôi Hằng kẽ gật đầu một cái lại nói, kể từ hôm nay ta sẽ trấn giữ nơi này, thu thập toàn bộ ngọn nguồn xuất hiện nơi bế rằng trong thanh thạch hoang nguyên, tiến một bước tiến hành phân tích đối với tinh hồng tai kiếp. Đa tạ tôn giả. Mộc Hoàng cùng Mộc Linh Vận đều cùng kính hành lễ, vô cùng cảm kích. Lần này Mộc Quốc thật là được cứu rồi. Có lẽ không chỉ có thể gắng gượng qua tinh hồng tai kiếp, còn có thể gắng gượng qua tinh hồng đại kiếp phía sau. Thôi Hằng ở Mộc Quốc bị chiêu đãi theo cách thức tối cao, chỗ là ở một tòa cung điện đơn độc vô cùng xa hoa. Chẳng qua hắn đối với điều này cũng không thèm để ý, chỉ tùy ý lựa chọn một nơi ở lại, buông ra thần thức, chú ý tới địa phương xuất hiện lời nói bê sảng từ ánh sáng đỏ thắm bên trong thanh thạch hoang nguyên. Hắn sở dĩ chú ý cái này, ngoại trừ muốn mượn cái này để phân tích tình huống chân chính của tinh hồng tai kiếp và liên hệ với thiên giới chi môn ra, ngoài ra còn muốn thử nghiệm có thể hay không từ trong đạt được tin tức liên quan tới chủ quân thiên. Dù sao những lời mê sảng này, mặc dù hỗn loạn không chịu nổi, tin tức cũng cực kỳ hỗn loạn, nhưng các loại từ ngữ thiền bồn quân thiên nhưng là thường xuyên xuất hiện đấy. Có lẽ nó ẩn chứa một chút tin tức. Bởi vì Thôi Hằng tạm thời đem trọng điểm đặt ở bên trên dò xét ánh sáng đỏ thắm, cũng chưa kịp hỏi thăm Lý Minh Thành ở bên cạnh hắn. Qua 3 ngày sau, Lý Minh Thành rốt cuộc không nhịn được, đến tìm đến Thôi Hằng, đầu tiên là hành lễ, sau đó nói: "Bái kiến tiền bối, ngài thật sự là sư phụ của Minh Quỳnh sao? Nàng bây giờ thế nào? Đại chú thế nào rồi? Ngồi xuống rồi nói. Thôi Hằng chỉ một cái ghế bên cạnh, mỉm cười nói. Bây giờ Minh Quỳnh rất là tốt, đã là quốc chủ thống trị một giới, mà quốc gia này chính là Đại Chu. Đại Chu thống nhất thiên khư giới sao? Lý Minh Thành nghe vậy thì kinh ngạc nói. Có điều hắn rất nhanh lại cảm thấy không đúng lắm, vị tiền bối này rõ ràng cho thấy là tồn tại vượt qua thiên thần. Minh Quỳnh làm đệ tử một vị cường giả như vậy, không có nhiều khả năng còn nán lại ở địa phương nhỏ như thiên khư giới. Cũng không phải là thiên khư giới, mà là Tử Dương giới, ngọn nguồn từ Tử Dương Thiên vỡ vụn biến thành, chính là hạch tâm của một phương trừ thiên vạn giới. Thôi Hằng kẽ gật đầu một cái rồi nói, tu vi của Minh Quỳnh hôm nay cũng sắp đạt tới cảnh tượng tương tự với đạo chủ. Cũng chính là tiền giới đệ thất cảnh đỉnh phong. Tiền giới đệ thất cảnh, trừ thiên vạn giới. Lý Minh Thành vô cùng khiếp sợ nói, thì ra cõi đời này thật sự tồn tại truyền thừa trên đệ tam cảnh tiền giới, ta còn vẫn cho là chuyện hư vô mờ mịt. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên đứng dậy hướng Thôi Hằng đệ bái, cảm kích nói, đa tạ tiền bối truyền thụ cho Minh Quỳnh tiền giới thần công. Thời đó Đại Chu đã quá bấp bênh nguy hiểm, nếu không có ngài truyền thụ cho thần công, Minh Quỳnh chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cũng là duyên phận tạo nên. Thôi Hằng mỉm cười đáp, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Y theo cách nói của Minh Quỳnh, ngươi bị người tiên môn mang đi, muốn lấy thánh thể chi huyết mở ra cửa lớn di tích, nhưng tại sao lại đến được thiên giới? Thiên giới sao? Ninh Bình Thành nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nhưng không có hỏi kỹ, lắc đầu cười khổ đáp, hồi bẩm tiền bối, thật ra thì ta cũng không biết mình vì sao lại đi tới nơi đây. Tình huống lúc đó vô cùng quỷ dị. Sau khi tiến vào nơi di tích kia, ta liền bị một luồng ánh sáng vàng bao phủ lại, mất đi liên lạc với những người trong tiên môn kia. Tiếp theo ý thức của ta liền lâm vào trạng thái vô cùng mơ hồ, chỉ có thể cảm giác được tình huống xung quanh rất mông lung. Cho đến sau khi hoàn toàn khôi phục như cũ, liền đi tới cái thế giới này, cũng chính là thiên giới mà ngài nói. Chẳng qua, ở trong trạng thái mơ hồ, mịt mù đó, ta quả thật thu được một đại cơ duyên, mơ hồ cảm giác được một thân ảnh cao quý, toàn thân bị ánh sáng màu tím bao phủ. Hắn cho ta một món bảo vật, nói cho ta biết tiếp theo có thể sử dụng nó. Chính là bởi vì món bảo vật đó, ta mới có thể ở bên trong thiên giới này còn sống sót, cũng ở trong thời gian tương đối ngắn thu được sức mạnh nhất định, còn chân chính bắt đầu nắm giữ sức mạnh của nguyên cổ thánh thể. Cho nên ta có thể có thành tựu như ngày hôm nay, không thể rời bỏ cơ duyên thân ảnh kia tặng cho ta. Chẳng qua là thân phận của thân ảnh kia lại để cho ta cảm thấy nghi ngờ. Hắn nhưng tự xưng là đạo nhất cùng chủ, tên là đạo thần. Còn muốn sau khi ta đứng vững gót chân thì hắn xây dựng tượng thần như vậy, thành lập giáo phái thờ cúng hắn, sau đó truyền bá tín ngưỡng tôn kính đạo thần, phát triển giáo đồ. Ninh Bình Thành đi tới thiên giới có liên quan với đạo thần sao? Nếu quả thật là như vậy, liền ý nghĩa rằng đạo thần đồng dạng có năng lực có thể điều khiển thiên giới chi môn, có thể mặc kệ tình huống thiên giới chi môn đóng mở, đem người ta đưa đến thiên giới. Đây rõ ràng chính là năng lực chỉ có thể chuyển thế thân của khí linh thiên giới chi môn như Chu Quân Thiên mới có. Đạo thần chính là Chu Quân Thiên ư? Hay là đạo thần được Chu Quân Thiên trao cho một phần năng lực? Trong lòng Thôi Hằng trong lúc nhất thời nổi lên rất nhiều suy đoán, thầm nói, nếu như đạo thần chính là Chu Quân Thiên mà nói, lấy thực lực của hắn căn bản cũng không cần phải trốn khỏi cửu tiêu vân thiên giới, chỉ là mấy tên thánh giả tranh đấu căn bản cũng không thể thương tổn được hắn. Nhưng nếu như là Chu Quân Thiên ở phía sau màn bố trí, trong quyền năng lực điều khiển thiên giới chi môn, thì tại sao lại chọn một người lúc ấy vẫn chỉ là vô cực kim tiên như đạo thần? Hơn nữa, đạo thần này còn bảo Lý Minh Thành bên trong thiên giới thành lập nền giáo phái tôn kính hắn, truyền bá tín ngưỡng. Đây là muốn làm gì? Là muốn mượn phần liên hệ tín ngưỡng này cùng với thiên giới thành lập liên lạc sao? Hay là nói, ở bên trong thiên giới thành lập giáo phái tín ngưỡng có thể có tác dụng đặc biệt gì chăng? Cho nên mới đáng giá cho Chu Quân Thiên tốn công tốn sức bố trí ở thiên giới như vậy. Đạo thần có năng lực đưa người đến thiên giới, xác suất cao là cùng Chu Quân Thiên có liên quan. Cái chuyện thành lập giáo phái đạo thần ở thiên giới này hơn phần nửa cũng là cùng Chu Quân Thiên không thoát khỏi thiên can. Chẳng qua là các loại kiểm tra khả nghi này quả thực để cho người ta khó mà đoán ra được. Lý Bình Thành thấy Thôi Hằng lâm vào trong trầm tư, liền cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ ở một bên bình tĩnh đứng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Thôi Hằng bỗng nhiên nhìn về phía Lý Minh Thành, mở miệng nói, người còn nhớ được Bùi Thanh Thư không? Thanh Thư sao? Lý Minh Thành nghe vậy sững sờ, Không hiểu Thôi Hằng tại sao bỗng nhiên nhắc tới cái tên đã sớm bị hắn phủ đầy bụi ở sâu trong trí nhớ này. Sau đó, biểu cảm trên mặt của hắn trở nên phức tạp, khẽ thở dài nói, nhớ chứ. Tình cảm đối với Bùi Thanh Thư của hắn hết sức phức tạp. Một mặt giữa hắn và Bùi Thanh Thư là bằng hữu vô cùng tốt, thậm chí có thể nói là thân yêu huynh đệ ruột. Mặt khác cũng vì Bùi Thanh Thư đối với hắn phát ra lời mời, cùng tiên môn chung nhau tìm tòi bí cảnh thời thượng cổ, suýt chút nữa để cho hắn bỏ mạng, cũng là vì vậy đi tới thiên giới. Nhiều loại tình cảm này chồng chất lại, nhưng thật ra là vô cùng khó mà giải thích rõ. Lý Minh Thành lại trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng nhắm mắt lại nói, đối với Thành Thư, ta từng oán hận qua, hận hắn hại ta lưu lạc đến xứ xa lạ này. Cùng người nhà ly biệt như vậy, khả năng vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại. Đã từng thương hại qua, dù sao hắn cũng chỉ là bị gia tộc và tiền bối uy hiếp. Ta biết chuyện hắn đối với ta phát ra lời mời này cũng không phải là bản ý của hắn. Thật ra thì còn có mấy phần cảm ơn. Nếu như không phải vì hắn, ta cũng không tới được thiên giới này. Vài trăm năm qua đi, ta sớm đã trở thành bộ xương khô bên trong nấm mộ. Làm sao giống như bây giờ, đã tới tầng thứ gần như thần linh. Thật ra thì ở sau khi người bất tích, Đại Chu triều đình liền tiến hành một phen trả thù Bùi già đấy. Thôi Hằng đem tình huống trước kia của Bùi Thanh Thư nói qua một lần. Thanh Thư chính là bị ném ra gánh tội, bị phế hài chân và võ công. Nghe xong lời nói rõ ràng này, Lý Minh Thành lần nữa trầm mặc, hơi bình phục tâm tình, sau đó nói, cũng là người đáng thương, hắn còn sống sao? Hắn cũng đi tới thiền giới đấy. Thôi Hằng bỗng nhiên nở nụ cười, còn là sư đệ của em gái người nữa. Lý Minh Thành nhất thời mặt lộ vẻ ngạc nhiên, há mồm. Trong lúc nhất thời lại không phải biết nói cái gì, cuối cùng lại cũng bật cười. Có trách tiền bối ngài bỗng nhiên nhắc tới hắn, như vậy ngược lại cũng coi là kết quả rất không tệ rồi. Bởi vì muốn để cho các người tiến hành hợp tác một chút, cho nên hỏi một chút cái nhìn của người đối với hắn. Thôi Hằng mỉm cười nói, hợp tác sao? Lý Minh Thành đầu tiên đã sững sờ, ngay sau đó gật đầu nói, vạn bối cũng quả thật cùng hắn đã lâu không gặp, cũng muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Ta nghĩ chúng ta vẫn là có thể hợp tác, chỉ là không biết tiền bối có sắp xếp gì. Đại phái đạo thần buôn cười khai sáng ra, bây giờ có hình hài chưa? Tôi hẳn không trả lời mà hỏi ngược lại. Tạm thời chưa có. Lý Minh Thành lắc đầu nói, sáng tạo giáo phái truyền bá tín ngưỡng nhất định phải có một cái địa bàn mới được. Nhưng sau khi đặc tính thánh thể của ta bị bại lộ ra ánh sáng, càng ngày đều đang tránh né đuổi giết, căn bản đã sáng tạo không được giáo phái. Bây giờ người có địa bàn. Thôi Hằng gật đầu cười nói, bây giờ cái mộc quốc này toàn bộ đều có thể coi là địa bàn của ngươi. Bạch tinh đời này đều có thể tạo điều kiện cho ngươi thành lập giáo phái, truyền bá tín ngưỡng. Tiền bối và ta hợp tác với Thành Thư, thành lập tín ngưỡng tôn kính đạo thần sao? Lý Minh Thành kinh ngạc nói, hắn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu nổi quan hệ giữa Thôi Hằng và đạo thần. Không phải là tôn kính đạo thần. Thôi Hằng nhưng đã lắc đầu một cái, bỗng nhiên nói với người bên cạnh, Hoàng Cần Lực Sĩ ở chỗ nào? Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng sậm sáng lên. Ngay sau đó, Hoàng Cần Lực Sĩ khôi ngô cao lớn liền trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó một mực cung kính quỳ mọp hành lễ, cao giọng nói, tham kiến tiên tôn. Đây là tùy tùng của ta, về sau có thể làm Hoàng Cần hộ quốc tôn thần trong giáo phái của ngươi, cũng có thể làm thần hộ quốc cho Mộc quốc. Thôi Hằng mỉm cười nói, trên thiên giới, 9 cảnh còn có thiên môn 12 quan. Hắn bây giờ không sai lệch lắm, tương đương với ải thứ 3 đến ải thứ 4. Hoàng Cân Lực Sĩ bây giờ đã bị tăng lên tới cảnh giới Nguyên Anh Đỉnh Phong. Cảnh giới này từ cấp độ cảnh giới mà tới nói, quả thật chỉ tương đương với thiên quan tầng thứ 3. Nhưng thực lực chân chính lại vượt quá xa thiên quan tầng thứ 3, nhưng lại không bằng thiên quan tầng thứ 4. Lấy thực lực cảnh giới như vậy, ở Mộc Quốc thậm chí là toàn bộ thành Thạch Hoang Nguyên, là một thần linh được người ta tôn kính đều không có vấn đề gì. Tôi hằng muốn làm vậy để thí nghiệm một chút, ở bên trong thiên giới thành lập giáo phái có thể sinh ra biến hóa hoặc là ảnh hưởng như thế nào. Chờ sau khi tín đồ đủ nhiều, hắn sẽ còn đem Hoàng Cân Lực Sĩ đưa đi hạ giới, xem có thể hay không dựa vào cảm ứng đối với tín đồ, từ đó cùng thiên giới tiến hành liên lạc. Dùng cách này để phán đoán mục đích của Chu Quân Thiên. Người này hẳn là ẩn chứa bí mật không hề nhỏ. Nếu có thể đem mục đích của hắn làm cho rõ ràng ra, hơn phân nửa là có thể tăng tiến hiểu biết đối với trừ thiên vạn giới phía dưới cùng với thiên giới trên mức độ lớn. Như vậy cũng có thể giao cho giao lưu giữa hắn và thiên địa đại đạo trở nên càng sâu sắc hơn, tốc độ tu vi cảnh giới tăng trưởng cũng sẽ trở nên nhanh hơn. Hơn nữa, gia tăng hiểu biết và nhận thức về cái thế giới này cũng là một bước cần để tăng lên tính an toàn. Dù sao chỉ khi biết cái thế giới này cụ thể nguy hiểm cỡ nào mới có thể càng dễ bảo vệ tự thân an toàn. Thật ra thì ở sau khi Thôi Hằng dẫn người rời đi, tin tức Lâm Sơn bộ lạc có thần binh xuất hiện liền lặng lẽ ở trong các bộ lạc chung quanh truyền ra. Đồng thời bị truyền ra cùng tin tức này còn có tin tức tai kiếp thành hòa vực buông xuống, sẽ có thứ chẳng lành từ lòng đất trở về, để cho đại địa nhuốm máu, sinh linh đổ thán, chỉ có ở bên dưới thần linh che chở mới có thể toàn vẹn được. Điều này trực tiếp đưa đến người của vô số bộ tộc hoặc là thế lực chen chúc tới, đi tới Lâm Sơn bộ lạc muốn cầu xin thần linh che chở, thoáng cái liền để cho người Lâm Sơn bộ lạc bận bịu bể đầu bể trán. Mà loại thái độ của người trong những bộ tộc và thế lực này đều vô cùng tốt, vô cùng cung kính. Đại đa số cũng dâng lên lễ vật cực kỳ phong phú, tận tâm tận lực mà muốn phải xử lý tốt quan hệ với Lâm Sơn bộ lạc. Mặc dù mục đích cuối cùng của bọn họ chính là muốn thông qua Lâm Sơn bộ lạc tiếp xúc được thần linh, tiến tới tìm kiếm che chở, nhưng loại thái độ cung kính thành khẩn này cũng quả thực để cho người ta khó mà xử lý. Chỉ có thể đem những tình huống này báo lên cho vị thần linh kia. Mà thân là thần linh, Bùi Thanh Thư cũng không ngờ tới cái tình huống này lại sẽ có nhiều người tới như vậy. Hắn lại không có biện pháp trực tiếp cự tuyệt những người đi cầu cứu này. Ngay tại lúc Bùi Thanh Thư cảm thấy khó cả đôi đường, Tí Tì Lâm Sơn bộ lạc bỗng nhiên tìm tới, hành lễ hướng hắn bẩm báo nói: "Thần linh đại nhân, bên ngoài tới một người, nói là bạn cũ của ngài, ta không dám tự tiện xử trí." "Bạn cũ sao?" Bùi Thanh Thư nghe vậy có chút kinh ngạc. Mình ở thiên giới nào có bạn cũ gì? Đây là trò gian manh, tức nhờ giúp đỡ gì mới đây? Hắn khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói: "Người này tên là gì?" "Hắn tự xưng là Lý Minh Thành." Thầy tế Lâm Sơn bộ lạc đem trọn vẹn tình huống người kia nói cho rõ ràng. "Cái gì?" Bùi Thanh Thư tức thì liền đứng lên, trên mặt toát ra biểu tình cực kỳ khiếp sợ. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Dẫn ta mau đi gặp hắn." Bùi Thanh Thư tự mình nghênh đón Lý Minh Thành tiến vào. Từ bên ngoài bộ lạc đến nhà chỗ Bùi Thanh Thư ở cũng không tính đã xa, nhưng hai người đều cảm giác đoạn đường này rất dài, rất dài. Dọc theo con đường này, bọn họ không nói gì, đi tới bên trong nhà gỗ cũng là nhìn nhau không nói. Đã từng là thiếu niên đồng bạn, bây giờ đều đã là tồn tại gần như thần linh. Thời gian qua nhanh, mọi thứ thay đổi rồi. Cuối cùng vẫn là Bùi Thanh Thư trước hết mở miệng, thở dài nói: "Xin lỗi." Mặc dù Lý Minh Thành đã tha thứ chuyện năm đó của hắn, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, hắn cũng dần dần buông xuôi. Nhưng sau khi chân chính thấy Lý Minh Thành, hắn mới biết một phần áy náy trong lòng của mình kia thật ra thì chưa bao giờ tản đi cả. Chính mình đối với Lý Minh Thành cuối cùng là hổ thẹn trong lòng. "Ta từng oán hận qua ngươi, cũng là nghĩ tới chính mình có phải hay không mắt bị mù, lại đem ngươi coi là bằng hữu tốt nhất." Lý Minh Thành cũng thở dài một hơi rồi nói: "Sau đó ta cũng nghĩ thông suốt, sai không phải là ngươi, cũng không phải ta, sai là chúng ta quá yếu, chỉ có thể để mặc cho tiền bôn kia định đoạt thôi." Lời tuy nói như thế, nhưng đã làm chuyện sai lầm lại không thể cứ vậy xóa đi. Bùi Thanh Thư là lắc đầu một cái, trịnh trọng nghiêm túc nói: "Ta không thể tiếp nhận chuyện này cứ vậy bỏ qua, ta cũng không tin người chỉ là nghĩ thông suốt liền có thể hoàn toàn không còn quan tâm." Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn chăm chú Lý Minh Thành, trầm giọng nói: "Chúng ta đánh một trận, ra tay toàn lực không cất giữ gì. Cảnh giới của ta và ngươi tương tự, vừa khéo đánh một trận." Lý Minh Thành nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền nở ra nụ cười. "Tốt tốt, chúng ta liền đánh một trận, đem tâm tình đè nén mấy trăm năm nay đều đánh hết ra. Nhưng mà Thanh Thư này, ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Ta chính là nguyên cổ thánh thể, mặc dù không phải là thần linh đâu, nhưng lực lượng thân thể đã gần như là thần thể rồi, còn có khả năng vạn pháp bất xâm, kim cương bất hoại. Lực lượng của ngươi nếu không đủ, nhưng mà không gây thương tổn được ta đâu." "Minh Thành à, nên cẩn thận là ngươi mới đúng." Bùi Thanh Thư cởi mở cười to, cất cao giọng nói: "Con đường ta tu luyện là của ta, là con đường mới dưới chỉ điểm của sư tôn cùng tự mình nghiên cứu đấy. Bây giờ ta luyện ra thiên đạo pháp thể, mặc dù cảnh giới thấp hơn cái gọi là thần linh, nhưng là có một bộ phận đặc thù, hoàn toàn không phải người chưa thành thần thể, không đạt tới thần linh có thể so sánh. Hơn nữa, ta đoạn đường tu luyện này đều là chiến đấu mà tới, ngươi phải cẩn thận, chớ có bị ta đánh phế đi. Đến lúc đó gặp sư tỷ con phải bị nàng oán hận đấy. Hai người lại liền từ khách sáo xa cách lúc trước mới bắt đầu, trở nên nói chuyện cũng kẹp thường đeo gậy. Nhưng ngôn từ mặc dù kịch liệt, nhưng không khí giữa hai người lại trong vô hình hữu hảo hơn rất nhiều. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành đều không phải là người lề mề gì. Nếu quyết định phải chiến qua một trận, hai người liền lập tức triển khai hành động ngay, trực tiếp liền bay ra nhà gỗ đi tới trên trời. Oanh oanh oanh. Những đạo tiếng vang rầm rầm đồng thời nổ tung, giống như ngàn tỷ đạo lôi đình tại trên bầu trời rong ruổi. Trong một sát na liền bao phủ thiên địa chu vi mấy vạn dặm, để cho tất cả sinh linh bên trong khu vực này đều cảm giác một trận tê dại cả da đầu. Vô số người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, hoặc là có cường giả khác đạo tản ra cảm giác, cố gắng tìm hai luồng khí tức cực lớn, mạnh mẽ đến không có gì sánh kịp này. Thậm chí ngay cả một ít thần linh ẩn cư ở bên trong thanh thạch hoang nguyên cũng đều không khỏi kinh hãi mà nhìn về phía bầu trời. Thân là thần linh chân chính, bọn họ dĩ nhiên có thể nhận ra được song phương giao chiến cũng không phải là thần linh thật. Đều không phải là thần linh, lại có sức mạnh vượt xa khác đạo, thậm chí còn gần như là thần linh. Điều này làm cho người ta không khỏi kinh ngạc. Đây là thiên kiêu bực nào, rõ ràng chưa luyện thành thần thể lại có uy năng tới như vậy. Quá kinh người, đây thật là cảnh giới khác đạo sao? Làm sao sẽ lợi hại như vậy chứ? Thanh thạch hoang nguyên lại cũng có thiên tài như vậy ư? Quang mang hoàng kim thật là dày đặc, đây chẳng lẽ là cái thánh thể gì đó, nhưng cùng hắn giao thủ lại là người nào chứ? Từng đạo ý niệm tại trong hư không trao đổi, toàn bộ đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thực lực của hai người Bùi Thanh Thư và Lý Minh Thành biểu hiện ra mạnh mẽ quá đáng. Đối với người dưới thần linh mà nói, chính là càn quét vô địch. Giữa bầu trời, một đoàn hào quang màu tử kim xuôi ngược phản pháp phản đạo, phảng phất là sứ giả của đại đạo quy tắc. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có uy lực thiên địa vô biên. Bên kia chính là toàn thân đều bao phủ ở bên trong quang diễm khí huyết màu vàng, ngay cả tóc mi đều biến thành màu hoàng kim, thậm chí ngay cả hơn nửa bầu trời đều chiếu rọi thành màu vàng trong. Người trước là thiên đạo pháp thể Bùi Thanh Thư, người sau chính là nguyên cổ thánh thể Lý Minh Thành. Bọn họ không có nương tay mà giao thủ, lại đấu ngang sức ngang tài. Ai cũng không có rơi xuống hạ phong, ai cũng không cam chịu chính mình rơi xuống hạ phong. Quyền va chạm, hư không đổ đùng đoàng. Trong trời đất này, nhất thời nhấc lên sóng khí cuồn cuộn, tạo thành từng trận lốc xoáy, cắt bay đá chạy chà khuất bầu trời. Năm người bên trong Lâm Sơn bộ lạc đều đã sợ ngây cả người. Thầy Tế ngửa đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói: "Ông trời của ta ơi, đây chính là sức mạnh của thần linh sao? Quá mạnh mẽ rồi. Tiện tay một lần đả kích là có thể trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ bộ lạc của chúng ta. Sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ trở thành thần linh." Ngô Thành ánh mắt sáng quắc nhìn lên bầu trời, đầy mắt đều là hâm mộ và than thở. Quá mạnh mẽ, nếu như ta cũng có thể có thực lực như vậy thì thật tốt, khẳng định không có người nào dám tới khi phụ Lâm Sơn bộ lạc chúng ta. Nhưng mà Tế Tỳ đại nhân, cái người đang cùng thần linh đại nhân chiến đấu là ai vậy? Lại lợi hại như thế, có thể cùng thần linh đều chiến đấu có phân thắng thua. Hắn tự xưng là bạn cũ của thần linh đại nhân đấy. Thầy Tế nhìn bầu trời, mặt mày nhăn nhíu nói. Thần linh đại nhân cũng đầy mặt kích động đi qua nghênh đón hắn, thật không ngờ đến đột nhiên liền đánh một trận. Có lẽ đây cũng là một loại phương thức giao lưu tình cảm, Ngô Thành an ủi nói. Thầy Tế hơi trầm mặc, thở dài nói, hy vọng là như thế. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành đột nhiên triển khai chiến đấu, không chỉ để cho Tế Ti Lâm Sơn bộ lạc cảm thấy ưu sầu, cũng để cho những người tới tìm kiếm che chở kia vừa vui lại vừa sợ. Vui chính là thực lực Bùi Thanh Thư bày ra quả nhiên vô cùng cường đại. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là pháp tắc thần năng, cường đại cực kỳ, để cho cường giả các đạo đỉnh phong cũng không dám có một chút ý niệm phản kháng. Thực lực cường đại như vậy, khẳng định có thể che chở bọn họ sống qua tinh hồng tai kiếp. Sợ thì chính là Lý Minh Thành đang cùng Bùi Thanh Thư chiến đấu, uy năng nguyên cổ thánh thể thật là cường đại, đến một cái trình độ không có gì sánh kịp, đang cùng Bùi Thanh Thư đánh có qua có lại, chẳng phân biệt được cao cao thấp thấp. Loại thánh thể này liền phảng phất là đặc biệt vì con đường tu luyện này mà sinh ra vậy, mang với một chỗ ưu thế tu hành của con đường này đều phát huy đến một trình độ có thể nói là đăng phong tạo cực. Rõ ràng chẳng qua là các đạo cảnh đỉnh phong, lại có thể cùng tiên đạo pháp thể khiến tiểu thành Bùi Thanh Thư đánh hòa nhau như vậy, hết sức kinh người. Ở trên một ngọn núi cách Lâm Sơn bộ lạc không xa, Thầy Tế Đại Hỏa bộ lạc đang dẫn theo Lương Hậu đứng ở đỉnh núi, trông về bầu trời phía xa, nơi cảnh tượng ánh sáng va chạm, đạo vận cấu xé. Lúc này bọn họ đã ở nơi này nhìn một đoạn thời gian. Lương Hậu đã bị cảnh tượng và uy năng dị tượng chiến đấu xa xa dọa sợ đến mất hết hồn vía, sắc mặt tím bầm lên, hai chân đều run rẩy, vô cùng hoảng sợ nói: "Tế Ti đại nhân, người này không khỏi cũng quá mạnh đi. Lực lượng của thần, quả thật là lực lượng của thần." Tế Ti đại hỏa bộ lạc chính là không có chút nào sợ hãi, ngược lại thì vô cùng hưng phấn, nhìn chăm chăm bầu trời, cười mà nói: "Người cùng thần linh Lâm Sơn bộ lạc kia giao thủ, nhất định là cường giả Mộc Quốc phái tới. Đến lúc đó lượng bại cầu thương chính là cơ duyên của ta rồi." "Ngài, cơ duyên của ngài ư?" Lương Hậu nghi ngờ nhìn về phía đại hỏa Tế Ti bên cạnh, ngay sau đó liền kịp thời phản ứng, cả kinh nói: Ngài đã là các đạo cảnh đỉnh phong sao?" "Không sai, ngay từ lúc 100 năm trước, ta cũng đã là các đạo cảnh đỉnh phong, khoảng cách luyện thành thần thể chỉ thiếu chút nữa xa thôi." Đại hỏa Tế Ti tét miệng cười nói: "Nếu là có thể tắm thần huyết, nuốt máu thịt của thần, ta liền có thể lột xác, thoát phàm thành thần. Thì ra hết thảy những thứ này đều là mưu đồ của ngài." Lương Hậu nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, cả kinh nói: "Hấp dẫn đông đảo bộ lạc xin vào, làm suy yếu Lâm Sơn bộ lạc là giả, mượn sức mạnh Mộc Quốc áp chế vị thần minh này cũng là giả. Trên thực tế, làm vậy cũng là vì chính ngài thành thần. Cao minh, thật sự là rất cao minh. Chỉ cần ngài có thể thành thần, đại hỏa bộ lạc chúng ta sau này sẽ có một vị bá chủ trong thanh thạch hoang nguyên này, cũng không cần cầu xin người bên cạnh che chở. Quá tốt, như vậy quá tốt rồi." "Đúng như thế đấy." Đại hỏa Tế Ti vui vẻ trong lòng đã có dự tính, trong con mắt nhìn ra bầu trời phía trước, thầm nghĩ trong lòng: bọn họ đánh nhau kịch liệt như thế, rất nhanh thì sẽ kết thúc thôi. Đến lúc đó ta sẽ có thể vận dụng kiện bí bảo kia rồi. Rầm! Vừa trong lúc đó, trên bầu trời phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành biến thành ánh sáng hùng hãn đập vào nhau. Thống khoái lắm! Bùi Thanh Thư cao giọng cười to như sấm nổ lên, truyền rộng khắp vạn dặm, chấn động tầng mây, để cho núi đồi đều lay động. Cùng lúc đó cả người của hắn bắt đầu cực điểm thăng hoa. Thiên đạo pháp thể vốn đã vô cùng mạnh mẽ, tiến một bước thay đổi, lại mở ra một tầng thế giới nhỏ bé trong đầu, mang tới thiên đạo chi lực ngưng tụ ở trong tầng tiểu thế giới này, hóa thành thiên đạo chúa tể toàn thân. Thay đổi nho nhỏ này trực tiếp trở cho tất cả lực lượng trong cơ thể của hắn đều biến thành thiên đạo chi lực, ngay cả toàn thân máu thịt gần cốt đều bắt đầu bị thiên đạo chi lực bồi bổ. Có thể nói, vốn là thiên đạo chi lực dung hợp vào pháp thể, vào lúc này rốt cuộc hoàn toàn trở thành một bộ phận của chính hắn. Lưu loát như cánh tay cũng càng cường đại hơn, thiên đạo pháp thể đại thành. Chẳng qua là nhìn vào thực lực, hắn đã hoàn toàn đạt tới cái gọi là tiêu chuẩn thần linh thiên giới, thậm chí so với thần linh tầm thường càng cường đại hơn, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Lý Minh Thành cũng đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vào lúc này huyết dịch của cả người hắn đều bắt đầu chuyển hóa thành màu vàng, hình thân cả người đều bắt đầu kéo lên cao. Bên trong quang mang thánh thể bắt đầu hiện ra một cỗ sức mạnh quá độ tinh thuần, xuôi ngược pháp tắc, ẩn chứa đạo vận. Đây là thân thể thần linh mới có, là thần năng chỉ thần thể mới có thể thi triển ra. Hắn cũng đột phá, trực tiếp trở thành một tôn thần linh chân chính. Vào lúc này, chiến đấu giữa hai người cũng theo đó kết thúc. Bọn họ liếc nhau một cái, tất cả đều ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng sung sướng. Ngút mắt những ngày qua cứ như vậy hoàn toàn giải khai rồi. Cùng lúc đó, bọn họ cũng chú ý tới đại hỏa Tế Ti và Lương Hậu núp ở bên trên ngọn núi phía xa xa, rình rập nơi đây. Vì vậy, hai người Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành, mỗi người một tên, trực tiếp giơ tay lên, nhẹ nhàng vồ một cái. Hai người kia ngay tại bên trong biểu tình đầy mặt hoảng sợ, nổ thành bột phấn. Đây là hình thần câu diệt, trực tiếp không còn tồn tại. Kế hoạch hành động của đại hỏa Tế Ti đúng là vẫn còn chưa kịp áp dụng cũng đã tan thành mây khói. Chẳng qua, một món bí bảo vốn định dùng để thu gặt, luyện hóa thần thể nhưng là lưu lại rồi, càng làm một cái chén sành sứt mẻ. Về trên chén sành sứt mẻ này đều đã xuất hiện vết rách, nhìn căn bản cũng không thể sử dụng. Nhưng ở trong mắt của hai người Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành, cái chén sành sứt mẻ này lại là vô cùng kinh người. Ở bên trên này, một cái chén sành nhìn sứt mẻ nát tươm này lại đan dệt một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại, như có khả năng chiếm đoạt luyện hóa vạn vật, hết sức là thần kỳ. Sự cường đại của luồng khí tức này Coi như là bọn họ đã có thực lực thần linh cũng căn bản là không có cách đánh đồng. Đem nó thu lấy, mang về cho sư tôn đánh giá. Bùi Thanh Thư rất nhanh thì làm ra quyết định, trực tiếp vận chuyển đạo lực trong cơ thể, thi triển một môn pháp thuật Thôi Hằng truyền thụ cho hắn, nhiếp khí trấn bình thuật. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nếu pháp bảo binh khí đã có chủ, triển khai phép thuật này vừa làm suy yếu uy năng của nó. Nếu là cùng cảnh giới tranh đấu, mang thuật này tu luyện tới chỗ cao thầm thì có khả năng trực tiếp làm rơi binh khí pháp bảo của người ta. Nếu như pháp bảo binh khí vô chủ, chỉ cần triển khai phép thuật này liền có thể toàn diện trấn áp uy năng của nó. Từ đó, phòng ngừa chính mình bị tổn thương. Hơn đã còn nhiều uy năng pháp bảo binh khí cao hơn người thi thuật rất nhiều, vẫn có thể có hiệu quả. Vì vậy Bùi Thanh Thư cũng không có tốn bao nhiêu khí lực, liền đem cái chén bể tản ra khí tức kinh khủng này thu phục, sau đó nhét vào giữa tay áo của chính mình. Chỉ bảo như thế là nhẹ nhàng như vậy thì bị người trấn áp sao? Lý Minh Thành khiếp sợ không gì sánh nổi, lại nói, hắn cũng có thể cảm giác được cái chén bể kia kinh khủng thế nào. Tự nghĩ nếu là không có ngự thí thuật đặc biệt thì chính mình hoàn toàn không có khả năng đem nó mà thu phục. Không ngờ tới, Bùi Thanh Thư nhẹ nhàng như vậy liền thành công rồi. Mà nhìn người như vẫn không có phí nhiều sức lực gì. Đây là thủ đoạn gì vậy? Đều là nhờ vào sư tôn truyền thụ đấy. Bùi Thanh Thư gật đầu cười nói, đồng thời hướng phương hướng Hoàng Thành Mộc Quốc chắp tay hành lễ. Cái chén bể này không có đơn giản, chúng ta vẫn là trước trở về Mộc Quốc một chuyến đi. Được rồi, cũng tốt. Lý Minh Thành gật đầu một cái lại nói, vừa vặn cũng có một ít chi tiết hợp tác giữa người và ta cần hướng tiền bối thỉnh giáo. Ở lúc Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành giao thủ, Trịnh Nam Huân lúc trước đi tìm dấu vết Khương Thất Thất cũng có phát hiện. Nơi này là một cánh đồng hoang vu, khắp nơi đều là loạn thạch, phương xa đứng sừng sững vài tòa đỉnh núi rõ ràng cho thấy nửa tàn, xem ra giống như là mình người ta gọt gãy vậy. Có những cách cuộc chiến đấu kia đã qua 50 năm, nhưng trong hư không vẫn lưu lại mấy phần khí tức ác liệt. Luồng khí tức ác liệt này quả thật chính là sư tôn lưu lại mà, là tiên hà kiếm quang của nàng, ta sẽ không nhận sai đâu. Trịnh Nam Huân hưng phấn, thân thể khẽ run lên. Sư tôn đã tới nơi này, sư tôn đã từng tới nơi này. Mặc dù đã tới nơi này cũng không có nghĩa là lại ở chỗ này lưu lại tin tức, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận được khí tức Khương Thất Thất chân thực như thế hơn 600 năm qua. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng hoài niệm, thậm chí còn một loại cảm giác chính mình lại trở về 600 năm trước, lúc sư tôn vẫn còn ở núi Thương Thành. Chẳng qua Trịnh Nam Huân rất nhanh thì tỉnh táo lại, tiếp tục ở nơi này tìm tòi. Coi như sư tôn không có để lại tin tức, có lẽ cũng có thể tìm được một chút đầu mối liên quan tới hướng đi tiếp sau này của nàng. Mảnh khu vực cánh đồng hoang đầy loạn thạch này cực kỳ lớn. Lấy tu vi bây giờ của Trịnh Nam Huân, muốn phải tìm tòi toàn bộ nơi này một lần cũng là một khối lượng công việc không nhỏ. Chẳng qua vì có thể tìm vết tích Khương Thất Thất lưu lại, cho dù là khó khăn đi chăng nữa thì nàng đều nguyện ý khắc phục. Ở trong toàn bộ quá trình tìm tòi, nàng cực kỳ cẩn thận, coi như là một hòn đá nhỏ nàng cũng sẽ kiểm tra cẩn thận, xem có hay không dấu vết tin tức lưu lại. Rất nhiều khi cái gọi là vết tích cũng không nhất định là từ mặt ngoài có thể thấy, nhất là sau khi cảnh giới tương đối cao, ý chí ẩn chứa để lại bên trong dấu vết một đạo kiếm quang có thể tồn tại rất lâu. Nhưng dưới đại đa số tình huống, loại ý chí này sẽ không bao trùm phạm vi quá rộng, mà là sẽ tự động ngưng tụ ở một mảnh khu vực khá nhỏ, thậm chí là bên trên một cái sự vật cụ thể, lại còn cực kỳ ẩn giấu nữa chứ. Bình thường mà nói, trừ phi là chính mình tự tay tiếp xúc đến sự vật kia, nếu không thì rất khó cảm nhận được loại ý chí tin tức tàn lưu này. Trịnh Nam Huân lần này tới tìm kiếm chính là loại này đây. Bởi vì loại vết tích ý chí ngưng tụ lúc ra tay này phần lớn có thể phản ánh ý chí trong nháy mắt xuất thủ đó, cùng với tâm cảnh lúc đó là trạng thái gì. Vậy thì có thể đoán được tình huống Khương Thất Thất đối mặt khi đó. Trên lý thuyết mà nói, bất kỳ chỗ nào trong cái cánh đồng hoang đầy loạn thạch này cũng có thể ẩn chứa vết tích ý chí cường đại bao hàm lúc Khương Thất Thất ra tay. Nhưng muốn từng chút một chĩa xuống đất tìm kiếm như vậy, không khác nào là mò kim đáy biển, nhưng cũng chỉ có thể tìm như vậy thôi. Dù sao loại ý chí dấu ấn này chẳng qua là vết tích xuất thủ lưu lại, cũng không phải là tận lực muốn lưu lại, cũng tạo thành chuyện ý chí đấu ấn rất không dễ dàng tìm thấy, còn rất dễ dàng bị nhân tố tự nhiên ảnh hưởng, Một khi thời gian lâu dài, vết tích dấu ấn liền có thể tiêu tan mất một cách tự nhiên. Ở lúc tìm tòi tìm kiếm liền phải cực kỳ cẩn thận. Quá trình này cũng là cực kỳ khô khan, nhưng Trịnh Nam Huân không lười biếng một chút nào. Rốt cuộc, ở sau khi đem hơn nửa cánh đồng hoang vu đầy loạn thạch lục xoát qua, Trịnh Nam Huân rốt cuộc phát hiện một cục đá có chút đặc thù. Cái này là một khối đá chỉ lớn bằng quả đấm người trưởng thành, mặt ngoài hết sức bóng loáng, hơn nữa hết sức bằng phẳng, rõ ràng cho thấy bị ngoại lực nào đó cắt ra. Hơn nữa, khi Trịnh Nam Huân lần đầu tiên nhìn đến tảng đá này, liền mơ hồ cảm giác nó cùng những đá vụn khác không quá giống nhau. Nàng vội vàng đem cục đá nắm trong tay, sau đó lộ ra sức mạnh thần hồn, đem tảng đá này bao bọc lại, cẩn thận cảm thụ vết tích dấu ấn tồn tại bên trên tảng đá này. Một cái chớp mắt tiếp theo, Trịnh Nam Huân chỉ cảm thấy trước mắt mình hoảng hốt một trận, phảng phất có hào quang màu sáng rực rỡ vô cùng vô tận mãnh liệt hướng về phía mình, trong nháy mắt liền che mất tất cả cảm giác của nàng. Cùng lúc đó, nàng cảm giác mình nghe được một cái thanh âm mơ hồ: "Hằng Hà chém thánh tử, trường sinh thần sơn nơi này." Trịnh Nam Huân nhất thời cảm giác tê dại cả da đầu, cả người run sợ. Đây là thanh âm nàng vô cùng quen thuộc, cũng là thanh âm nàng vĩnh viễn không bao giờ quên. Trong chớp nhoáng này, nàng lại mừng đến chảy nước mắt, mang tảng đá này ôm thật chặt vào trong lòng, run giọng nói: "Là sư tôn, thật sự là sư tôn, chính là dấu ấn ý chí của sư tôn." Nàng cứ như vậy ôm lấy tảng đá này, đứng tại chỗ rất lâu, cho đến khi sắc trời dần dần tối mới miễn cưỡng khôi phục lại tâm tình. Nơi này hẳn không chỉ có trường một khối đá vụn này lưu lại dấu ấn ý chí của sư tôn. Trịnh Nam Huân đem tảng đá này thu vào, tiếp tục tìm tòi khu vực này. Chỉ tiếc sau khi nàng đem toàn bộ cánh đồng hoang vu đầy loạn thạch đều tìm tòi xong, cũng chỉ tìm được thêm một khối đá vụn lưu lại dấu vết dấu ấn. Hơn nữa dấu ấn trên một khối đá vụn này đã kinh biến đến mức vô cùng mơ hồ. Lấy trình độ lực lượng thần hồn của nàng, chỉ có thể đoán được đây là Khương Thất Thất để lại, căn bản là không cách nào cảm giác rõ ràng nội dung bên trong đó. Trở về giao cho sư tổ, lấy cảnh giới của sư tổ nhất định là có thể phân biệt ra được. Trịnh Nam Huân bằng khối đá vụn này cũng thu vào, tràn đầy mong đợi hướng phương hướng Bộc Quốc mà đi. Đô thành Bộc Quốc, trong một tòa cung điện, nơi này là chỗ của Thôi Hằng ở. Bởi vì đám người Lý Minh Thành, Bùi Thanh Thư, Trịnh Nam Huân đều vẫn chưa về, Hoàng Cân Lực Sĩ cùng Huệ Thế cũng đều là tính cách trầm mặc ít nói, cho nên hắn những ngày qua ngược lại rất là thanh tịnh. Có điều dù cho là thanh tịnh, hắn cũng không có nhàn rỗi. Những ngày này, thông qua trước sau cùng Bộc Hoàng cùng với vị thần linh đến từ Trường Thanh Sơn Trang này nói chuyện với nhau, hắn đối với thiên giới hiện tại đã có hiểu biết càng cặn kẽ hơn. Thiên giới hôm nay đã có rất ít người biết được, cái gọi là thiên giới này chỉ có một ít thế lực truyền thừa cổ xưa, nội tình thâm hậu mới biết cái gì gọi là thiên giới. Tính như Trường Thanh Sơn Trang, nơi xuất thân của Cảnh Hướng Chân. Tổ sư Trường Thanh Sơn Trang là đệ tử thượng cổ đại giáo Trường Sinh Thần Sơn, biết được không ít bí mật viễn cổ. Trong đó có một bộ phận rất lớn đều thành bí văn nội tình của Trường Thanh Sơn Trang hiện nay. Tuyệt đại đa số sinh linh đều mang cái thế giới này gọi là 9.000 thiên châu. Đứng ở đỉnh cao nhất 9.000 thiên châu chính là 120 cái bất hủ đạo thống, 349 cái thượng cổ đại giáo, cùng với 76 cái thiên triều. Mỗi một thế lực đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu. Dựa theo cách nói của Mộc Hoàng cùng Cảnh Hướng Chân, thần linh ở loại địa phương thanh thạch hoang nguyên này có thể nói cường giả đỉnh cao, nhưng nếu là đặt ở bên trong những thế lực lớn này, có lẽ chỉ có thể coi là đệ tử chân truyền thông thường. Ở bên trong những thế lực lớn kia, chỉ có tồn tại vượt qua cảnh giới thiên thần mới tính được là cường giả chân chính. Bọn họ có các loại uy năng không tưởng tượng nổi, hoàn toàn không phải bất kỳ thiên thần có thể cùng so sánh. Loại tồn tại tầng thứ này liền bị gọi là tôn giả. Cũng là tầng thứ cảnh giới mà Mộc Hoàng cùng Cảnh Hướng Chân cho là Thôi Hằng đang nắm giữ. Mà ở trên tôn giả chính là tồn tại tối cao cấp bậc giáo chủ, cũng bị gọi là chí tôn hoặc là chí cường giả. Truyền thuyết những chí cường giả này có không ít nhân vật đều là ngay từ trước lúc tinh hồng đại kiếp viễn cổ xuất hiện cũng đã tồn tại, một bậc sống đến nay, thực lực đã đạt tới đỉnh cao sâu không lường được. Chẳng qua, loại chí cường giả cấp bậc giáo chủ này, cho dù là dõi mắt 9.000 thiên châu cũng là lông phượng sừng lân. Nghe nói chỉ có không tới 30 người. Về phần những tôn giả giáo chủ này cụ thể mạnh mẽ đến mức nào, bất luận là Mộc Hoàng hay là Cảnh Hướng Chân cũng không có cho ra một cái miêu tả rõ ràng. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, tồn tại như vậy cách họ thật sự là quá mức xa vời. Kết hợp với những tin tức này, Thôi Hằng rơi vào trong trầm tư. Dựa theo tình huống lúc trước hiểu được từ Ngô Dung, 50 vạn năm trước, thiên giới cũng đã gần như không có cường giả vượt qua tầng thăng trời thứ 2 hiện thế. Thiên quan tầng thứ 6 chính là chí cường giả, thậm chí bị gọi là tiên tôn. Thiên quan tầng thứ 5 cùng thiên quan tầng thứ 4 yếu hơn một ít ở toàn bộ thiên giới cũng là cực kỳ thừa thớt. Nhưng nhất chính là những người chưa vượt qua tầng thăng trời thứ nhất kia. Nếu như cái gọi là giáo chủ chí tôn là tầng thứ tương tự với vượt qua tầng thăng trời thứ nhất, như vậy thiên giới hôm nay chưa chắc so với thiên giới trước đây yếu hơn bao nhiêu, thậm chí khả năng lại còn mạnh hơn. Nhưng nếu là như vậy, dị vực gặm nhấm thiên giới này lại có mưu đồ gì? Hơn nữa nếu như người vượt qua tầng thăng trời thứ nhất cũng đã là mạnh nhất, bên này lại dựa vào cái gì ngăn cản dị vực? Dị vực cụ thể mạnh mẽ đến mức nào, hắn đến nay cũng có mà đưa ra kết luận. Duy nhất có thể xác định chính là cửu thiên dị vực ít nhất là cường giả vượt qua tầng thăng trời thứ 2. Nếu như thiên giới không có tồn tại tầng thứ đối ứng, muốn phải ngăn cản đối phương gặm nhấm chỉ sợ là không có nhiều khả năng. Dù sao từ tình huống huệ thế đến mà xem, thiên quan tầng thứ 6 cũng đã bắt đầu nắm giữ bộ phận đặc thù của hóa thần. Nếu là vượt qua tầng thăng trời thứ 2, đã tới thiên quan tầng thứ 7, xác suất cao sẽ nắm giữ càng nhiều đặc tính hóa thần kỳ. Chờ đến thiên quan tầng thứ 9, khi đến gần tầng thăng trời thứ 3, vô cùng có khả năng đã có thể so với hóa thần sơ kỳ chân chính. Muốn ngăn cản kẻ địch loại tầng thứ này, thậm chí so với loại tầng thứ này càng mạnh mẽ hơn, chỉ bằng một ít người thiên quan tầng thứ 5, tầng thứ 6, hiển nhiên là không có khả năng này. Thiên giới này nhất định có thực lực ẩn giấu, bất luận là Ngô Dung trước đây hay là Mộc Hoàng Cảnh Hướng Chân bây giờ, hiểu rõ tình huống hẳn là đều rất phiến diện. Trong lòng Thôi Hằng có phán đoán thầm nói, có điều lần này cũng coi như là thu hoạch rất phong phú, chẳng qua là để cho hai người bọn họ hướng ta giới thiệu một ít tình huống của thiên giới. Giao lưu của ta cùng với thiên giới đến nay liền lại sâu sắc hơn nhiều, tốc độ tu vi cảnh giới tăng lên cũng tăng thêm một thành. Chỉ cần có thể tiếp tục hiểu biết thiên giới càng sâu, phần quan hệ giao lưu này cũng khẳng định sẽ càng lúc càng thâm nhập, ta liền có thể mau hơn đạp nhập hóa thần trung kỳ, làm việc cũng liền có nắm chắc hơn. Trợ giúp của thần minh, thiên thần tầm thường đối với ta đã không lớn, muốn phải càng hiểu rõ ràng tin tức thiên giới, sợ rằng vẫn là phải đi tìm những bất hủ đạo thống, thượng cổ đại giáo kia. Phải bắt đầu từ nơi nào đây? Ngay tại lúc Thôi Hằng suy tư, Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành chạy về, nói rõ với Thôi Hằng việc hai người trải qua. Các người đây cũng tính là một trận đánh diệt ân cừu. Thôi Hằng nhìn hai người cười một tiếng, đối với cái kết quả hiện tại này rất là hài lòng. Thật ra thì hắn đã sớm nhìn ra tận đáy lòng Bùi Thanh Thư cất giấu một cái khúc mắc. Lần này để cho Lý Minh Thành đi qua hợp tác với hắn cũng là muốn mượn cơ hội này giúp cho hắn tháo ra khúc mắc, tránh cho ảnh hưởng tới chuyện tu luyện. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả vẫn là rất tốt, vẫn là phải đa tạ sư tôn chỉ điểm. Bùi Thanh Thư hành lễ, hắn bây giờ đã hiểu mưu đồ của Thôi Hằng, trong nội tâm tràn đầy cảm kích, sau đó nói: "Đúng rồi sư tôn, chúng ta sau khi giết chết tế ti đại hỏa bộ lạc này, lấy được một cái chén xanh cổ quái, người xem." Vừa nói chuyện, hắn liền lật tay lấy ra chiếc chén sành kia, hai tay dâng lên cho Thôi Hằng. Sau khi Thôi Hằng nhận lấy cái chén sành này, nhất thời liền nhíu mày. Hắn ở trên mặt ngoài cảm thấy một tia vết tích Thiên Hà kiếm quyết vô cùng yếu ớt. Sau đó, hắn bằng cái chén sành này cầm vào tay, xem tường tận một phen rồi nói: "Vật này ở lúc hoàn hảo, hẳn là một món bảo vật, bản chất có thể so sánh với cảnh giới thứ 9 tiền giới. Chỉ có điều, nó bây giờ bảo thể đã không còn lành lặn, đạo văn quy tắc cũng đều hoàn toàn tán loạn, chỉ còn lại có khí tức sức mạnh yếu ớt lưu lại. Từ vết tích trên vết rách tới mà xem xét, người đem cái chén này phá hư hẳn là thất rồi." "Sư tỷ sao?" Bùi Thanh Thư nghe vậy thì tức thì trợn to hai mắt, vô cùng khiếp sợ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó ý nghĩ động một cái, đem Cảnh Hướng Chân từ trong động thiên tùy thân thả ra, trầm giọng nói: "Cái chén này ngươi biết không?" Cảnh Hướng Chân mới vừa đi ra động thiên, thậm chí còn có chút ngu muội, nhưng vừa nhìn thấy cái chén sành này, cả người nhất thời giật mình một cái, trợn to hai mắt kinh hồ lên. Chén thôn phệ thần linh, Đây là bảo bình tùy thần của thánh tử Trường Sinh Thần Sơn mà. Sau câu nói này, bản thân của hắn rơi vào trầm tư. Trường Sinh Thần Sơn sao? Thôi Hằng nghe vậy, con mắt hơi hơi nhào lại, ánh mắt nhìn chăm chú Cảnh Hướng Chân trầm giọng nói. Chính là cái thượng cổ đại giáo đời xuất thần của tổ sư Trường Thanh Sơn Trang các ngươi phải không? Không sai. Cảnh Hướng Chân gật đầu liên tục nói. 100 năm trước, thánh tử Trường Sinh Thần Sơn du lịch đến đây. Ta từng đi theo ở bên cạnh hắn hầu hạ qua một đoạn thời gian, từng thấy uy năng của cái bảo chén này. Nói tới chỗ này, thì bản thân của hắn dường như cũng nuốt nước miếng, vừa sợ vừa nói. Đây chính là thiên thần bảo binh, so với thân thể thiên thần còn càng vững chắc, lại bị đánh tàn phá thành bộ dạng này, không trách thánh tử sẽ vẫn lạc. Thánh tử Trường Sinh Thần Sơn chính là 50 năm trước bị giết ở Thanh Thạch Hoang Nguyên đây. Thôi Hằng đem chiếc chén sành kia để lên bàn, nhàn nhạt nói. Người liệu có biết hắn vì sao mà bị giết không? Ngài cũng đã nghe nói qua trận chiến năm đó sao? Cảnh Hướng Chân không nghi ngờ gì, chỉ cho là Thôi Hằng muốn càng hiểu rõ sâu về Trường Sinh Thần Sơn. Thật ra thì căn nguyên chẳng đại chiến kia ta cũng không rõ lắm, ta ở sau khi việc xảy ra mới hiểu được. Nghe nói là cái bảo vật nào đó của thánh tử bị người ta ăn cắp. Thánh tử vốn không muốn truy cứu, thế nhưng người ăn cắp bảo vật của hắn lại còn dám trở lại khiêu khích. Thánh tử không thể nhịn được nữa, cũng chỉ có thể xuất thủ. Nhưng không ngờ tới, thực lực của tên kẻ trộm đó lại mạnh mẽ vô cùng khó tin. Rõ ràng cùng thánh tử đều là cảnh giới thiên thần, cuối cùng lại đem thánh tử chém chết. Sau đó người kia bị Trường Sinh Thần Sơn hạ tất sát lệnh, ở bên trong phạm vi Thành Thiên Châu truy nã người kia, còn phát ra giải thưởng cách dù. Nếu như ai có thể mang thi thể của người kia đi Trường Sinh Thần Sơn, liền có thể tùy ý chọn 3 cái thiên thần bảo binh cùng một bộ thượng cổ thần công. Hắn đem tin tức mình biết nói ra, đang muốn nói thêm chút gì đó, lại phát hiện vì tồn tại tối cao trước mặt mình này đã kinh biến đến mức mặt mày phủ băng, toàn thân đều tản ra hàn khí rét lạnh, như là có sát ý nồng nặc tùy thời muốn bùng nổ, làm cho Cảnh Hướng Chân bị dọa sợ đến trực tiếp run lập cập, liền vội vàng ngậm miệng lại, một chữ cũng không dám nói tiếp. Kẻ trộm mà, truy nã sao, treo giải thưởng à? Ánh mắt của Thôi Hằng trở nên vô cùng lạnh giá. Trong một sát nạ ấy, nhiệt độ toàn bộ Thanh Thiên Châu cùng mấy cái thiên châu chung quanh đều trượt giảm xuống mấy độ. Đồng thời tầng mây trên trời cuộn trào, trong thiên địa tràn ngập khí tức đè nén không gì sánh kịp. Chẳng qua cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt, liền tiêu tan không thấy, để cho rất nhiều người đều hoài nghi tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Chỉ có người cường giả chân chính kia mới cảm thấy kinh hãi muốn chết. Cái này là uy thế bực nào, lại có thể trong nháy mắt bao trùm mấy cái thiên châu. Chưa từng nghe qua trên đời còn có cường giả kinh khủng như vậy nha. Hay là nói bởi vì tinh hồng đại kiếp buông xuống, trong thiên địa bắt đầu xuất hiện các loại dị tượng. Biến hóa thiên địa khí cơ chỉ trong nháy mắt đó, liền để cho cường giả đỉnh cao trong thiên châu cùng với mấy cái thiên châu chung quanh sinh ra vô số loại suy đoán, cũng rối rít bận bịu hẳn lên. Mà ở trong đô thành Mộc Quốc Thanh Thạch Hoang Nguyên, Thôi Hằng đã cắt đứt ảnh hưởng tâm tình của mình đối với thiên địa đại đạo ngoại giới, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng trầm giọng nói: Thánh tử Trường Sinh Thần Sơn bị người ta ăn cắp bảo vật, cái điểm này là người nào nói ra? Hắn căn bản cũng không có tin tưởng Khương Thất Thất biết làm loại chuyện ăn cắp bảo vật của người ta như vậy. Nhất định là Trường Sinh Thần Sơn vì duy trì hình tượng thánh tử nhà mình bịa ra lời nói dối như thế. Về phần truy nã treo thưởng về sau, càng là muốn đẩy Khương Thất Thất vào chỗ chết. Quả thực là đáng ghét. Chuyện này... Thanh âm của Cảnh Hướng Chân đều có chút phát run. Trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Hằng sẽ có phản ứng mạnh như vậy. Chẳng qua, hắn dù sao cũng là một vị thần linh, coi như là đối mặt với tinh thần chèn ép to lớn, vẫn là miễn cưỡng ổn định tâm thần trả lời tiếp. Vâng, đã thánh tử chính miệng nói ra, chúng ta tự nhiên cũng chỉ có thể tin tưởng mà thôi. Người không biết nguyên nhân hậu quả cụ thể ban đầu của trang đại chiến kia sao? Thôi Hằng lại hỏi. Ta chỉ là mới bắt đầu đi theo ở bên người thánh tử một đoạn thời gian. Cảnh Hướng Chân vội vàng nói. Chân chính đi theo ở bên người thánh tử thời gian dài là sư huynh của ta. Hắn có lẽ biết tất cả chuyện gì đã xảy ra. Được rồi. Thôi Hằng gật đầu một cái, nói ra bên ngoài. Huệ Thế, có thuộc hạ. Huệ Thế lập tức liền đi vào, cùng kính hành lễ nói. Tiền sinh có gì phân phó? Người cùng hắn đi Trường Thanh Sơn Trang một chuyến, mời sư huynh của hắn tới đây. Thôi Hằng chỉ Cảnh Hướng Chân trầm giọng nói. Vâng tiên sinh. Huệ Thế gật đầu một cái, sau đó nhìn Cảnh Hương Trần một cái. Theo ta đi thôi. Chuyện này không được đâu. Cảnh Hương Trần mặt mày đầy khổ sở nói. Ta nếu là dẫn người trở về Sơn Trang bắt sư huynh ta, nhất định sẽ bị đánh chết tại chỗ. Hơn nữa trưởng thành Sơn Trang là có thiên thần. Trong tay sư huynh của ta cũng có thiên thần bảo binh ban đầu thánh tử ban cho. Tuy tung của ngài chưa chắc có thể toàn thân mà. Răng rắc. Đột nhiên đến nghe một tiếng vang trầm thấp. Thanh âm Cảnh Hương Trần hơi ngừng, đầu trực tiếp xoay ngược lại, mặt ngó sau lưng, cổ bị trực tiếp vặn gãy. Om xòm cái gì? Huệ Thế cao mày đem Cảnh Hương Trần sách trong tay, hướng Thôi Hằng nói, tiền sinh, thuộc hạ cáo lui. Hắn mới vừa rồi đem cổ của Cảnh Hương Trần cưỡng ép vặn gãy, lại dùng tạo lực cắt đứt sinh cờ trong thân thể, trong phong ấn thần hồn để cho người này lâm vào trạng thái giả chết. Như vậy mới tương đối dễ dàng mà mang đi. Được rồi, đi thôi. Thôi Hằng gật đầu một cái đáp. Đi sớm về sớm, ai dám ngăn cản ngươi, giết chết không tha. Vâng tiên sinh. Huệ Thế gật đầu nói, nhanh chân đi ra ngoài, giống như một cây lưỡi đao ra khỏi vỏ, sắp sửa chém giết một vật trước mắt. Lúc này Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành đã bối rối, biểu tình trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nhất là Bùi Thanh Thư. Hắn đi theo ở bên người Thôi Hằng thời gian đã không tính là lâu, nhưng chưa từng thấy qua Thôi Hằng tức giận như vậy. Là vì vị sư tỷ chưa từng gặp mặt kia của mình ư? Thời khắc này, Bùi Thanh Thư có một loại cảm giác vô hình. Địa vị của sư tỷ kia trong lòng của sư tôn có lẽ vượt xa mình và Lý Minh Quỳnh rồi. Đương nhiên cũng có thể chỉ là ảo giác. Dù sao sư tôn từ trước đến giờ đều rất là bảo vệ đệ tử mà. Nhưng là hù dọa các ngươi sao? Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng, biểu tình trên mặt đã không còn lạnh giá, mà là mang theo nụ cười thản nhiên. Không có. Lý Minh Thành lắc đầu nói, cái tên thánh tử trưởng sinh thần sơn kia bêu xấu đệ tử của ngài là chết chưa hết tội. Đệ tử hiểu tâm tình của sư tôn. Bùi Thanh Thư chính là nói, ngài từ trước đến giờ yêu quý đệ tử, trường sinh thần sơn này hành động như thế thật là tội đáng chết vạn lần. Con người của ta có một cái khuyết điểm. Tôi Hằng đứng dậy đứng chắp tay, đưa lưng về phía hai người, trầm giọng nói, chính là ưa thích bào chè. Sau đó hắn xoay người lại, khoát tay áo nói, tôi được rồi, không đề cập tới cái này nữa. Chuyện đập giáo truyền bá tín ngưỡng các người thường nghĩ thế nào rồi? Đệ tử ở trên đường thường lượng qua với Minh Thành đã bước đầu có cách làm rồi. Bùi Thanh Thư tức thì tinh thần tỉnh táo, gật đầu nói, chúng ta dự định đây làm Sơn Bộ Lạc làm trụ cột, còn như trạm thứ nhất hiện ra thần tích. Trời tín ngưỡng tôn kính Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn Thần ở nơi đó có quy mô nhất định, sau đó lại để cho Hoàng Chủ Mộc Quốc vay người tới vì làm chứng cho danh tiếng Hộ Quốc Tôn Thần, đồng thời đem nòng cốt tín ngưỡng chuyển tới Mộc Quốc Đô Thành. Từ lúc này bắt đầu, đến đây hai cái phương hướng tiến hành truyền giáo. Một mặt đã lấy Lâm Sơn Bộ Lạc làm khởi điểm, hướng bộ lạc xung quanh tiến hành truyền giao. Mặt khác chính là lấy Hộ Quốc Đô Thành làm trụ cột, hướng xung quanh khuếch tán. Hai cái phương hướng cứ vậy tiến hành phối hợp, tốc độ truyền giáo sẽ tăng nhanh cực kỳ, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để cho giáo phái có quy mô mức độ nhất định. Là một cách làm đầu chắc đấy. Thôi Hằng gật đầu khen ngợi một câu, lại nói, chẳng qua chỉ bằng loại cách làm vững bước phát triển này, thật ra thì rất khó phần trần chính đứng vững gót chân. Ở thiên giới cường giả mọc như rừng này, trần chính muốn cho người ta tôn thờ một cái giáo phái, vẫn là phải cho thấy lực lượng đủ cường đại mới được. Cái giáo phái này yêu cầu một trận chiến đấu. Sư tôn, ý của ngài là chỉ... Bùi Thanh Thư đã đại khái đoán được kết quả. Sẽ để cho trưởng thành Sơn Trang tới giúp các ngươi hoàn thành cuộc chiến đấu này đi. Thôi Hằng mỉm cười nói, trưởng thành Sơn Trang gốc rễ là thượng cổ đại giáo, lại có thế lực nòng cốt đứng đầu vực khu Thanh Hoa vực, vừa vặn thật là thích hợp. Quả đúng là như thế. Bùi Thanh Thư kích động gật đầu rồi nói, đà tạ sư tôn chỉ điểm, chúng ta liền đi tới Lâm Sơn bộ tộc truyền giáo. Tiếp theo chờ kết quả Huệ Thế bên kia. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hắn lại cầm lên chiếc chén sành kia, ở trong tay nhẹ nhàng nhón một cái, nhất thời liền để cho nó lần nữa tỏa ra sáng bóng, nói ra bên ngoài. Hoàng Cân, bảo vật này về sau cho ngươi sử dụng đi, cũng coi là thần binh hộ giáo sau này. Hoàng Cân lực sĩ từ bên ngoài đi vào, hai tay nhận lấy chén sành đã bị luyện chế lại, cùng kính nói, đa tạ tiền tôn ban cho bảo vật. Cái chén thôn phệ thần linh vốn sứt mẻ này đã bị Thôi Hằng tiện tay luyện thành một món pháp bảo nguyên anh đỉnh phong, vừa vặn thích hợp cảnh giới trước mắt của Hoàng Cân lực sĩ. Lúc này Lý Minh Thành đứng ở một bên, trong lòng đã vô cùng kinh hãi. Ánh mắt ngừng trệ ở bên trên chiếc chén sành khôi phục sáng bóng kia. Mới vừa rồi nhìn thấy Thôi Hằng chẳng qua là nắm chiếc chén sành kia nhẹ nhàng lung lay một chút, cũng đã có thể để cho nó lần nữa tỏa ra ánh sáng sáng bóng. Nhưng mà ở trong mắt của hắn, bản chất của cái thiên thần bảo binh tàn phá này lại trong tay của hắn liền được tăng hoa vô số lần. Uy năng khí tức càng là cường hóa không biết bao nhiêu vạn lần, đã tới một loại trình độ hắn hoàn toàn không cách nào hiểu được. Điều này thực sự quá kinh người rồi. Tiền bối thần uy vô lượng. Lý Minh Thành lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, không tự chủ được thở dài nói. Không cần ngạc nhiên. Thôi Hằng nhìn về phía Lý Minh Thành mỉm cười nói. Tổ chức tốt cái giáo phái này, người sẽ được ích lợi vô cùng đấy. Vâng vâng. Lý Minh Thành trịnh trọng gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ngay sau khi Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành rời đi, Trịnh Đàm Huân đã trở về. Cùng đang đồng thời trở về còn có hai khối đá vụn ẩn chứa dấu ấn ý chí của Khương Thất Thất. Điều này làm cho Thôi Hằng rất là vui mừng. Sư tổ, dấu ấn tin tức trong khối đá vụn này rất rõ ràng, là ý niệm lúc sư tôn chém giết thánh tử Trường Sinh Thần Sơn. Trịnh Đàm Huân trước tiên đem khối đá vụn thứ nhất lấy ra ngoài, sau đó lại đem khối đá vụn thứ hai lấy ra, đặt ở trước mặt Thôi Hằng. Trong khối đá vụn này cũng có dấu ấn ý chí sư tôn lưu lại, nhưng tin tức đã vô cùng mơ hồ. Lực lượng thần hồn của đệ tử có hạn, không cách nào cảm giác rõ được. Xin sư tổ xem qua một chút. Được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Trước tiên cầm lên khối đá vụn thứ nhất, cảm giác một chút vết tích ý chí bên trong, trầm giọng nói. Quả nhiên là Trường Sinh Thần Sơn. Lúc trước thông qua dò xét đối với chiếc chén thôn phệ thần linh kia, cùng miêu tả của Cảnh Hướng Chân, hắn cũng đã cơ bản xác nhận người 50 năm trước Khương Thất Thất chém giết kia hẳn chính là thánh tử Trường Sinh Thần Sơn. Bây giờ vết tích ý chí trong khối đá vụn này cũng xác nhận cái suy đoán này. Sau đó, hắn lại cầm lên khối đá vụn thứ hai, triển khai thần thức đem bao bọc, bắt đầu phân tích vết tích trong ý chí trong đó. Đúng như Trịnh Nam Huân nói vậy, vết tích ý chí trong khối đá vụn này đã kinh biến đến mức thần quyết không đầy đủ, mơ hồ cực kỳ. Nếu là lại qua 3-4 năm nữa, phong trưng liền phải hoàn toàn biến mất rồi. Chẳng qua bây giờ còn lưu lại một bộ phận, lấy tu vi cảnh giới của Thôi Hằng có thể rất dễ dàng đem tin tức bên trong khôi phục hoàn chỉnh. Đây là một đoạn lời nói vô cùng ngắn gọn. Dị vực tả ma chạy đi đâu? Đây là tin tức ẩn chứa tại bên trong vết tích ý chí, là tâm tình và ý nghĩ lúc Khương Thất Thất ra tay. Chân mày của Thôi Hằng nhất thời liền nhíu lại. Khương Thất Thất lại gặp gỡ sinh linh dị vực, hơn nữa còn giao thủ qua. Bên trong thiên giới này, ngoại trừ tinh hồng đại kiếp vạn năm một lần, dường như cũng không có dấu hiệu gặp phải dị vực tập kích. 50 năm trước, nơi này đã xuất hiện sinh linh dị vực sao? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.